Một tay che trời, dùng quyền lực đen thao túng cả Hollywood để cất giấu tội ác kinh khủng trong gần 3 thập kỷ, đủ sức biến một ca sĩ toàn cầu như Justin Bieber thành một con rối và sở hữu trong tay khối tài sản ước tính 1 tỷ đô. Đó chính là những sự thật gây choáng váng về rapper Diddy, nhân vật tâm điểm chú ý trong sự rúng động của làng giải trí thế giới những ngày qua. Ông trùm này quyền lực đến mức còn được cho là có mối quan hệ với cựu Tổng thống Barack Obama. Năm 2002, Fortunes đã xếp Diddy vào danh sách 40 người dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản lên đến 293,7 triệu đô. Hành trình từ một đứa trẻ bán báo đến một ông trùm cùng quyền lực chi phối cả làng giải trí, Diddy đều khiến tất cả phải sợn da gà. Sự kiện bị Cục An ninh Hoa Kỳ bắt giữ vào ngày 17 tháng 9 năm 2024 chính là cái kết cho hàng loạt trò bần thiểu của Diddy, con quỷ đội lốt người đầy ma mãnh. Với rốt cuộc Diddy đã sở hữu quyền lực ra sao và giàu có đến cỡ nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu sau đây. Sitcoms, hay còn người biết đến với cái tên là Diddy, là một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất trong làng giải trí âm nhạc và giải trí Mỹ. Không chỉ là rapper đình đám, ông còn là nghệ sĩ sở hữu 14 đề cử và 3 lần thắng giải Grammy. Đặc biệt, Diddy được ghi danh trên đại lộ danh vọng vào năm 1995. Đến năm 97, ông được Guinness vinh danh là nhà sản xuất nhạc rap thành công nhất. Nhưng câu chuyện về Diddy không chỉ dừng lại ở âm nhạc. Gã còn là một doanh nhân máu mặt với các thương vụ siêu khủng trong nhiều lĩnh vực. Năm 1998, Diddy cho ra mắt thương hiệu thời trang Sinzones. Trong lĩnh vực đồ uống, ông cũng hợp tác với Diageo để đưa rượu vodka Ciroc lên một tầm cao mới, biến nó thành một trong những thương hiệu vodka hàng đầu tại Mỹ. Năm 2013, Diddy mở rộng đế chế truyền thông của mình bằng cách ra mắt Revol TV, một kênh truyền hình cáp tập trung vào âm nhạc và văn hóa. Tạp chí Forbes thường xuyên xếp hạng ông trong số những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới. Từ sức mạnh tài chính, Diddy càng gây dựng tầm ảnh hưởng đối với Hollywood bằng khả năng quan hệ và kết nối. Những sự kiện của gã thường là nơi hội tụ các ngôi sao hạng A như Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Jennifer Monáe, Queen Latifah và Snoop Dogg. Cứ mỗi lần như vậy, các ngôi sao đình đám lại tụ họp cho một buổi tiệc xa hoa có tên là White Party do Diddy chủ trì. Vốn là một ông bầu, Diddy cũng nâng đỡ khá nhiều nghệ sĩ trẻ, mà tiêu biểu nhất chính là Justin Bieber, người được ông biến từ một chàng trai cover trên YouTube thành ca sĩ biểu tượng toàn cầu. Với sự ảnh hưởng khủng khiếp trong giới giải trí và sự thành công lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác, không lạ gì khi Diddy có thể thao túng những nạn nhân như vậy. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, Diddy chính thức bị bắt sau những cáo buộc nghiêm trọng về lạm dụng quyền lực và quấy rối tình dục, khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Hiện tại các cáo buộc nhắm vào Diddy đang làm dậy sóng cộng đồng mạng. Đây là một trong những tên tuổi lớn nhất trong lịch sử âm nhạc Mỹ, nên tất nhiên mọi thứ xung quanh Diddy, từ khối tài sản khổng lồ, cách kiếm tiền đến cuộc sống xa hoa của ông trùm, cũng nhanh chóng trở thành đề tài nóng được bàn tán khắp nơi. Diddy từng tiết lộ rằng công việc đầu tiên của ông là giao báo từ năm 12 tuổi. Đến năm 1990, khi mới 21 tuổi, gã đã trở thành một thực tập sinh tại Uptown Records ở New York và sau đó nhanh chóng thành lập hãng thu âm riêng của mình mang tên là Bad Boy Records. Với sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng, không có gì ngạc nhiên khi âm nhạc chính là yếu tố giúp cho Diddy trở nên giàu có. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, gã còn lấn sân ra kinh doanh và bất động sản với khối tài sản ròng ước tính lên đến 1 tỷ đô, theo báo cáo của Forbes năm 2022. Trước đó, năm 2002, tạp chí Fortune đã xếp Diddy vào danh sách 40 người dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ khi gã sở hữu khối tài sản trị giá 293,7 triệu đô. Với nguồn tài sản khổng lồ của Diddy đến từ đâu đây? Đó là sự kết hợp của thu nhập từ âm nhạc, bất động sản, thương hiệu thời trang, hợp tác với các nhãn hàng rượu, diễn xuất và cả những hoạt động kinh doanh ngoài lề. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Diddy đã phát hành 5 album phòng thu, 2 album hợp tác, 1 album phối lại và 72 đĩa đơn. Theo Business Insider, ở thời kỳ đỉnh cao, hãng thu âm của gã từng mang về 130 triệu đô la mỗi năm. Theo tạp chí High Snobiety, nhạc của Diddy bao gồm cả album và đĩa đơn đã mang lại khoảng 1 triệu đô tiền bản quyền. Album đầu tay No Way Out nhanh chóng leo lên vị trí top 1 của Billboard 200 ngay trong tuần đầu ra mắt, bán được 561.000 bản và nhận về 5 đề cử Grammy vào năm 98.
Cuối cùng Diddy đã thắng giải Grammy cho album nhạc rap hay nhất. Và đến tháng 9 năm 2000, album này được chứng nhận 7 đĩa bạch kim với doanh số là hơn 7 triệu bảng. Cùng thời điểm ra mắt album đầu tay, Diddy cũng giới thiệu thương hiệu thời trang của mình, đó là Sinzone. Năm 1998, Sinzone chính thức xuất hiện tại Bloomingdale's, chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp ở New York. Hiện nay, doanh thu hàng năm của Sinzone đã vượt qua con số 525 triệu đô. Vào năm 2004, Diddy còn đầu tư vào nhãn hiệu cao cấp Jack Potion. Và đến năm 2008, gã đã mua lại thương hiệu thời trang đường phố NNC từ nhà thiết kế Liz Claiborne với giá 20 triệu đô. Năm 2010, Diddy ký hợp đồng phân phối độc quyền đồ thể thao của Sinzone với Macy, một trong những nhà bán lẻ hàng đầu tại Mỹ. Đến năm 2016, anh bán 90% cổ phần Sinzone cho Global Brand Group. Nhưng đến năm 2021, Diddy đã mua lại với giá 7,5 triệu đô. Bên cạnh thời trang, Diddy còn lấn sân sang lĩnh vực rượu và cần sa. Vào tháng 11 năm 2022, ông trùm ký hợp đồng trị giá 185 triệu đô la để mua lại các cửa hàng bán lẻ và cơ sở sản xuất ở những bang đã hợp pháp hóa cần sa từ hai thương hiệu hàng đầu trong nước. Nhắc đến Diddy, không chỉ là âm nhạc hay thời trang, mà gã còn nổi danh với danh mục bất động sản đồ sộ. Theo Realtor.com, nam rapper này không chỉ sở hữu hai biệt thự xa hoa tại Miami và Los Angeles, mà còn hàng loạt bất động sản trị giá hàng triệu đô trải dài khắp các thành phố lớn. Năm 2021, Diddy mua một căn biệt thự trị giá 35 triệu đô la ở Star Island, khu vực nổi tiếng là khu dân cư của nhiều ngôi sao. Đáng nói đây không phải là ngôi nhà đầu tiên Diddy sở hữu tại đây. Từ năm 2003, Diddy đã mua căn bên cạnh và được cho là đã xây dựng một khu phức hợp lớn. Ngoài ra, Diddy còn có một căn hộ trị giá 2,7 triệu đô ở Miami và một căn biệt thự 39 triệu đô la ở Los Angeles, chưa kể các tài sản khác tại New York, New Jersey và Georgia. Thế nhưng đằng sau cuộc sống xa hoa này là những bí mật đen tối, đặc biệt liên quan đến loạt White Party, những bữa tiệc được cho là chứa đầy sự đồi bại. Các cáo buộc về hành vi tình dục sai trái của Diddy đã làm rúng động thế giới, nghiêm trọng hơn cả scandal của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein và khiến người ta không khỏi liên tưởng đến vụ bê bối ấu dâm của tỷ phú Jeffrey Epstein, được ngụy trang dưới vỏ bọc của những bữa tiệc sang trọng với dress code trắng, nhưng thực chất bên trong lại là những hành vi không thể tưởng tượng nổi. Khách mời tại những bữa tiệc này toàn là những ngôi sao hàng đầu như là Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Jay-Z và Beyoncé. Điều chấn động hơn nữa là việc Justin Bieber bất ngờ bị gọi tên liên quan đến vụ việc này. Mặc dù không tham gia, nhưng có những tin đồn rằng Justin Bieber từng trải qua khủng hoảng tâm lý sau khi chứng kiến những hành vi đáng sợ từ người đàn anh thân thiết. Một video cũ khi Justin mới 15 tuổi và từng ở chung với Diddy suốt 48 tiếng cũng đã bị đảo lại, khiến người ta không khỏi nghi vấn về đằng sau những thay đổi tâm lý và lối sống của Bieber khi còn trẻ. Vụ việc vừa qua không chỉ khiến riêng cả làng nước Mỹ và cả làng giải trí thế giới phải rúng động, một lời cảnh tỉnh đối với việc lạm dụng quyền lực và những góc khuất kinh hãi của Hollywood. Pháp luật sẽ xử lý những vụ việc này như thế nào khi nó còn liên quan đến các nhân vật máu mặt, ngoài người nổi tiếng còn có những chính trị gia nước Mỹ. Và đó là toàn bộ những thông tin về khối tài sản kích xù cũng như là quyền lực ngầm choáng váng về rapper Diddy, nhân vật làm xôn xao cõi mạng xã hội trong vài ngày qua với những bê bối chấn động của mình. Còn bạn có biết thêm thông tin gì về gã rapper này không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận nha. Và đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình trước khi rời đi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.